tồi hết á. Lên xe người ta không nói câu nào thì sao không hay tư cách gì mà chỉnh đốn hay không chỉnh đốn, tài xế không chào thì thôi, tự nhiên bắt khách chào là sao, trong khi là địa điểm đến đến nhà người ta mà đến xe người ta mà bắt tao chào trước. Vậy tại sao anh không chào? Bây giờ chào tao thì chào mày ngay. Ừ, hay anh buồn cười nhỉ. Cười cái gì mà cười, chả có cái tài xế nào mà tôi lên mà tao chào ta nhìn trò mặt cái mình đến còn không thì anh không đồng ý thì anh dừng lại cho tôi đi xuống. Thế bây giờ đang ngồi xe tao mở, đang đứng đây tao mở cửa mày ra mày mở thì cửa thì bây giờ tấp vào mày xem mày giết người ta sao, tại sao không biết tấp vào chạy xe mà không biết tấp vào hả? Tấp vào đấy mà lên xe mày lên xe mày bây giờ có dừng lại hay không? Bây giờ mày thích xuống cho mày xuống nhưng mà tao vẫn chở thế thôi. Vậy thì im cái miệng lại. Nhưng mày phải ngu lắm, sao mày không biết lịch sự? Ai ngu ở đây? Mày lên xe người ta. Ai ngu ở đây? Mày lên xe mày tính nghĩa phụ khủng bố à? Tại sao tôi lên xe tôi ngồi tôi phải chào? Mày xe ta làm gì? Tôi bắt Grab anh nhận xe mà. Mày biết mày là ai đâu? Anh nhận xe anh không cần biết. Nếu mà anh không biết thì thôi anh đừng nhận. Tao biết mặt là ai? Hay anh buồn cười nhở? Tao chỉ biết trong điện thoại thôi. Tao biết mày là ai mà mày lên xe mày không nói câu nào. Vậy tại sao tôi biết xe anh? Thế tao phải hỏi mày phải là Grab không à? Mày là Grab không à? Anh là Grab thì anh. Tại sao tôi phải là người hỏi anh là Grab hay không chứ, tại sao anh lại hỏi tôi có sao mày hỏi tao đi. Tao trăm ngàn người tao biết ai là gì đó. Hai anh trang này buồn cười nhờ. Cười gì mà cười, lên xe thì hỏi chào bác tài. Tự nhiên bây giờ tôi chỉ hỏi là anh làm dịch vụ, anh phục vụ tôi. Tại sao anh không chào tôi mà tôi lại phải chào mày anh? Mày đến nhà người ta, tao bị mày đừng vào, mày ăn cướp ăn trộm mày ra chào mày. Ăn cướp ăn trộm gì ở đây trời? Mày phải nói là mày nói là mày tôi là Grab, anh là Grab không? Thì mày phải nói là câu đó chứ. Bây giờ anh dừng xe lại thôi, anh dừng xe lại cho tôi đi xuống. Nhầm xe sao? Nhầm xe thì tại sao nãy giờ anh vẫn chạy? Nhầm xe thì chở đi ăn cướp sao? Chở mày đi trong công chia sao? Hay anh buồn cười, anh dám à? Anh dám hả? Để tao nói cái lịch sử mình ra phòng lên sau phòng đè trước. Anh đừng có ngỡ nghĩ ra anh dạy tôi lịch sử, tôi lịch sử thua hơn anh nhiều nhá. Tôi không có mày tao nhá. Lên xe mà không kịp chào. Đừng có bắt lỗi, ở đây đừng có bắt lỗi. Lên xe người ta mở cửa mình phỏng vậy đó. Cáo lặng lỡ mà lơ đi gì? Tại sao bây giờ có dừng xe hay không? Không dừng xe thì im cái mồm lại lo mà chạy. Mày á, tao dạy mày ngu lắm. Ôi. Mày lên xe mày phải chào người ta. Bây giờ có dừng xe hay không? Chủ đến nhà chủ nhà.